Mấy đứa có thấy cái gì to thiệt to kia không? Nó màu trắng đó. Nó dập dìu trên mặt nước luôn ha. Nó cứ bám vô gốc cây. Hồi chiều có đứa nào bỏ cái gì hay là cái bao hay cái bạc gì xuống dưới nước không? To thật chứ. Như là tóc luôn ha. Nó cứ nổi nổi trên mặt nước, nó dập dìu ở đây nè mọi người. Ở đây nè, nó cách sang khoảng tầm khoảng cách hơn 200 mét đó mọi người. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang với mấy đứa, mấy anh em Sang thì đang chuẩn bị đi ra cái đám tràm ngập nước ở chỗ Sang. Lâu lắm rồi thì mình không có quay trở lại đám tràm đó để làm clip cho mọi người xem được phải không mấy đứa? Dạ. Thì hổm rày á, sau cái video đó, sau video mà Sang vào đám tràm để mà sinh tồn cho nó một ngày á, là từ sáng tới chiều á, thì có rất nhiều người yêu cầu Sang với mấy đứa quay trở lại đám tràm này một lần để mà thực hiện một cái thử thách nha mấy đứa. Dạ. Là mình sẽ thử thách 24 giờ ở trong cái đám tràm ngập nước này. Từ sáng ngày hôm nay tới sáng ngày hôm sau cho tròn được 24 tiếng ở đó nha. Sẽ ngủ lại đó một đêm luôn nha. Dạ. Và mình sẽ tự làm nhà cũng như là tự kiếm đồ ăn. Nên bây giờ thì anh với mấy đứa sẽ tranh thủ để mà chạy vào trong đám tràm đó nha mọi người. Hôm nay thì là mùa nước lũ bắt đầu rút rồi mọi người. Nên nước bắt đầu nó cạn dần đi một chút rồi. Nhưng mà cũng còn hơi sâu ha, chứ không phải là cạn quá. Nhưng mà lúc mà nước rút như thế này thì cá nó tập trung về đám tràm rất là nhiều. Và hôm nay thì Sang với mấy đứa sinh tồn trong đó sẽ cố gắng bắt thật nhiều cá cho mọi người xem nha. Giờ thì mấy đứa sẵn sàng để đón nhận thử thách của tất cả mọi người chưa? Dạ, sẵn sàng. Rồi giờ thì anh với mấy đứa lên đường để đi nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là đạp xuồng để đi vào đám tràm nha mọi người. Ui, cái xuồng hôm nay thì mấy bữa rồi Sang không có đạp lại á. Không quen chân. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa cũng đã đi tới cái khu rừng ngập nước ở chỗ Sang này cho mọi người. Hôm nay thì nước cũng đã rút đi một phần nào đó rồi, nhưng mà nước ở chỗ này cũng khá sâu. Vậy nha mấy đứa. Dạ. Mấy anh em mình sẽ ngủ lại ở đây khu rừng này một ngập nước một đêm để hoàn thành thử thách 24 giờ ở đây. Nhưng mà ngủ trên xuồng thì chắc chắn là sẽ không bao giờ ngủ được đúng không? Dạ. Tại vì buổi tối ở trên khu rừng ngập nước này sóng nó đánh rất là nhiều luôn. Nếu mình ngủ trên xuồng thì sẽ bị chìm xuồng á, do sóng đánh cao quá nó tạt nước lên. Nên không thể nào ngồi trên xuồng này mà ngủ. Nên Sang với mấy đứa phải lựa chọn một cái chỗ để ngủ nha. Thì ở đây có một cái gốc cây tràm mà nhìn nó rất là đẹp luôn. Nó chia ra làm 3 cây nha. Nó chia ra làm 3 nhánh nha. Lên, dọn đồ lên mấy đứa. Nó chia ra làm 3 nhánh. Đây có một nhánh, bên kia một nhánh và bên đây một nhánh. Nên bây giờ thì mấy anh em mình sẽ đi gom một ít vật liệu giống như là cây tre nó trôi dạt này, dây hoặc là mấy cây mà nó bị gãy như đây này. Thì mình sẽ đóng thành một cái sạp ở trên đây nha. Dạ. Và buổi tối thì mình có thể là mình nằm trên cái sạp này mình ngủ, với lại là mình giăng võng dưới đây luôn nha. Dạ. Nay thì Sang có đem theo mấy cái võng để cho mấy đứa có thể giăng từ đây qua bên đây. Và đây sẽ là cái căn cứ của mấy anh em mình. Thôi giờ trước khi mình làm thì bây giờ mình sẽ đi gom một ít cây nha. Dạ. Sang với mấy đứa sẽ đi gom một ít cây vật liệu để mà về đây sẽ đóng thành một cái nhà ở chỗ này. Một cái nhà nhỏ thôi. Để mình có thể là nấu nướng cũng như là ngủ tắm ở trên đây. Đi 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 mấy đứa. Thấy dây dẫn đi. Giờ tiếp tục là mình đi kiếm cây. Rồi. Nước còn sâu lắm chứ mà. Đâu cạn đâu. Ở đây Sang với mấy đứa phát hiện là có một cái nhánh cây nó bị gãy xuống rồi mọi người. Giờ Sang với Giang sẽ tận dụng cái nhánh cây này để làm nhà nha. Thôi từ từ anh chặt mấy cái nhánh trên trước đã. Dài lắm hả? Cầm cái này cho anh đỡ lên coi thử. Gác cái đầu lên xuồng rồi bắt đầu mình chặt. Lấy cái xuồng ra xíu nhanh để anh gác cái này lên xuồng nha. Dài lắm hả? Ở đây Sang với mấy đứa thu thập được một nhánh cây khô nha mọi người. Giờ thì mình sẽ thu thập những cái nhánh cây này để mà làm xuồng, làm cái chòi. Một cây đầu tiên.
mấy cây này thì mình không có thu thập á, mình không chặt đi á thì nó rớt nước nó cũng mục. Đỡ cái cây kia lên. Chỗ đây hả? Cái góc này đó. Bây giờ xuống. Cái cây này to quá. Chả tới chỗ này. Mấy cây luôn này. Nhiều lắm không phải một cây. Đây, ngoài cái cây kia chặn ngoài kia. Ké cái đầu lên xong cứ chất lên hết không sợ mà. Ủa, nước trên này không thấy ta. Giờ đã thu gom đầy đủ cái số cây để mình làm được một căn chòi rồi nha mọi người. Thì gồm có ở đây vài cây to với vài cây nhỏ. Giờ do cái cây này là có 3 nhánh nha mấy đứa, nên mấy anh em mình sẽ làm một cái nhà kiểu như là hình tam giác á. Là bên rãnh đây một cạnh này, bên văn một cạnh và bên bên anh đây một cạnh. Phía bên đây thì mình làm cái bếp nha mấy đứa. Còn cái chỗ ngủ thì mình sẽ ngủ lên trên cây nha. Mình cái chỗ này là mình làm cái sạp để mình bước lên bước xuống với là cái chỗ ăn cơm của mình thôi. Còn chỗ ngủ thì anh với mấy đứa sẽ mắc võng từ bên đây qua bên đây là một cái võng này, từ nhánh bên đây qua nhánh bên đây là hai cái võng, và từ nhánh bên đây qua nhánh bên kia là ba cái võng, là mình sẽ ngủ trên cái võng nha. Còn thiếu một cái võng thì mình có thể mắc từ cây bên đây qua cây bên kia luôn, ngủ trên mặt nước luôn đó. Còn chỗ này thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào cái việc làm cái sàn trước đã, để mình có chỗ mà đứng với lại đi lại cất đồ nha. Xong rồi sang với mấy đứa thì còn rất là nhiều nhiệm vụ luôn, nên tranh thủ làm đó. Vừa mới làm cái khung cho căn nhà của Sang này nha, căn chòi cho mặt nước. Thì ở đây còn có 3 cái cây hình tam giác. Giờ thì cái phần khung cũng đã xong, nên giờ mình sẽ làm tiếp cái phần sạp nha mấy đứa. Thì ở đây thì Sang với mấy đứa hồi nãy có chặt được vài cái cây nhỏ mà nó thẳng thẳng một chút để phần làm phần sạp. Giờ thì làm sạp cũng đơn giản thôi. Đó, dánh xích ra. Đó, mình sẽ gác ở đây. Rồi cắt kẽm cột cái dánh này. Ra ngoài đây thì cũng không có dây rừng này kia cột, nên Sang có mang theo một ít kẽm. Thì mình sẽ cột ở trên đây nha. Mình cái cột vậy này. Tiếp theo, nhảy lấy cái chân ra nè, cột xanh cho nó cứng nhất nha, không lấy. Do cái cây này cũng là không phải là cái cây thẳng lắm mọi người, nên cứ xếp cho nó tương đối thôi. Mình bước lên đây thì nó sẽ không gãy ra là được. Nó có sập không? Đứng lên. Không có sạp. Cứng đúng không? Sang với mấy đứa nãy giờ cũng đã làm xong cái sạp, cái chỗ ăn cơm của mấy anh em rồi, với lại cái chỗ sinh hoạt rồi nha mọi người. Có nghĩa là mình không có ngủ ở trên đây nha mấy đứa. Mà mình dăng chỗ mình ngủ phía trên. Còn cái chỗ này chỉ là cái chỗ mấy đứa sẽ ngồi này, nấu ăn cũng như là ăn cơm của mấy em mình ha. Cái chỗ ở thì cũng đã có rồi, cũng khá chắc chắn đó mọi người. Nên bây giờ thì mình còn có một nhiệm vụ nữa là mình phải làm một cái bếp. Tại vì đợt này thì anh không có đem theo bếp ga nha. Tại vì mình ngủ lên một đêm á, mà mình sử dụng bếp ga thì nó sẽ không có lửa để cho mình sưởi ấm. Mình cần một cái bếp bằng củi để mình đốt lửa đó để mình giữ nhiệt cho mình á. Nên Sang có chế tạo đây sẵn ở nhà một cái thiết bị cái thiết bị đốt lửa cho mọi người, một cái lò nha. Cái này thì có công dụng như thế này. Sang với mấy đứa sẽ đốt củi ở đây, đốt lửa ở đây. Đốt lửa phía trong cái nồi này. Còn muốn nấu ăn thì sẽ để lên trên đây nha mấy đứa. Nhưng mà để như thế này nấu dưới đây thì nó sẽ bị cháy. Nên bây giờ thì phải làm một cái cọng kẽm để treo lên cây phía trên như vậy nè Dạnh. Đó, cái treo lên như vậy nè. Mình nấu toàn ten lên trên phía trên cây nha. Rồi Dạnh làm đi. Cột bên đây một cái. Đó, cột đó. Đó, cột một cái bên đây, một cái bên đây. Rồi nha. Đó, cần cột một cái bên đây với một cái bên đây. Hai dây làm sao cho bằng nhau nha. Rồi mình xỏ lên, mình treo lên cái cây phía trên đây nè mọi người. Rồi sẽ nấu toàn ten lên phía trên đây. Nấu cơm, nấu đồ này kia là nấu ở lơ lửng phía trên không luôn. Với lại là cái này thì nó sẽ che được gió nữa. Mình nấu ăn thì nó sẽ nhanh chín hơn. Lửa nha, rồi cột lên trên. Xóa ra chặt lại nha. Đó, giờ là cái bếp lửa mình sẽ nấu toàn ten như thế này nha mọi người.
và mình nấu phía trên đây luôn. Đó, vậy là xong một cái bếp lửa. Mình đốt ở đây thì ba cái giỏng mình mắc ở đây này thì nó sẽ có cái hơi nóng. Còn nấu ăn thì sẽ đặt cái nồi vô đây. Bánh ra tay. Hơi khó một chút nha, tại vì nó trên cây mà. Hơi nghiêng một chút này, lát hơi chỉnh là sao. Đó, vậy là xong cái bếp lửa. Nếu mà muốn nấu ăn thì kia mình đốt trong đây thôi. Cơm đồ nước này kia mình nấu ở trên đây. Đó, vậy là xong. Xong cái nhà, coi lại cái bếp lửa nha. Nhà cửa mình đã làm xong rồi nha mọi người. Bây giờ Sang với mấy đứa lại tiếp tục lên xuồng để mà mình đi giăng câu nha. Đợt trước Sang ra cái khu rừng ngập nước này, thì mấy anh em Sang cũng có đi mò cá lau kiến ở đây một lần, cũng như là câu cá ở đây. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không câu cá cũng không mò cá, mà mình sẽ đi giăng câu ha mấy đứa. Tại vì giăng câu này thì sẽ được nhiều cá hơn, nó yên tĩnh đó mọi người. Tháo cái xuồng đi luôn, tranh thủ để kiếm một cái bữa cơm chiều, chứ không chiều nay lại không có cái gì để ăn. Rồi lấy hết mấy chai nước ra đi mấy đứa ơi, chuẩn bị tóm lưỡi câu luôn. Dạ. Rồi chèo xuồng nhanh ơi. Khi nãy đi gom mấy cây á, thì mấy anh em Sang cũng có lụm được vài chai nước mà nó trôi nổi cho nên nè mọi người. Thì tận dụng mấy chai nước này mà hồi mình sẽ chế biến mấy cái dàn dây câu bằng mấy cái chai nước này nha. Chèo nó vô giữa đi chanh. Rồi Sang với mấy đứa sẽ vô giữa cái khu rừng tràm nha. Xong rồi mình sẽ giăng mấy lưỡi câu ở trong đây. Mấy đứa vừa mới lựa chọn được một cái chỗ để mà mình thả dây câu. Hôm nay kiếm một ít cá trong rừng tràm này nha mọi người. Thì đây là cái cách câu mới của Sang với mấy đứa nha mọi người. Là sử dụng chai nước như thế này. Với lại lưỡi câu với chì. Tại vì ở ngoài đây thì sẽ không có cây tre này kia để làm cần câu. Với lại cũng không có chỗ cắm. Nên mình muốn câu thì mình sẽ làm như thế này nha. Cột dây câu vào trong lưỡi chai và giục xuống nước như thế này. Còn một cái đầu dây kia thì Sang sẽ cột vô một cái cây ha. Nếu mà khi cá ăn thì nó sẽ giật như thế này nè. Và dây cái phao nó chìm xuống á, nó sẽ ghì lại con cá nha. Cái cách này thì câu ở những cái chỗ nước êm á, rất là hiệu quả luôn. Đã thiết kế xong mấy cái dàn dây câu bằng chai nước rồi nha mọi người. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ lấy mấy cái dàn dây câu này để mà đi thả câu nha. Có lẽ cái này thả thì khoảng tầm chiều tối mình thăm mới có nha. Tại vì cá hôm nay Sang thả dàn cái câu này á, là chủ yếu là những cái loại cá như là cá chạch, cá lăng này kia. Ở đây thì có rất là nhiều nên phải thả đêm thì mới có. Thôi mắc mồi nha. Mồi thì Sang sử dụng là mồi trùng. Đây thả lao này xem. Đừng thả này. Lấy cái chày đó. Rồi dính lại luôn. Cái dàn dây câu này nói chung cũng rất đơn giản mọi người. Một đầu dây á thì mình cột vào trong một cái nhánh cây. Còn một giữa dây thì mình cột vào chai. Và một cái đầu dây còn lại thì mình sẽ móc vào mồi với chì nha. Bây giờ thì mình cứ việc quăng nó xuống như thế này thôi. Đó, khi nào mà cá nó ăn á thì nó sẽ giật cái phao này. Và cái phao này làm đòn bẩy để mà móc cái lưỡi câu vào trong miệng con cá. Rồi đi tiếp dẫn đấy. Cái này thì giục đây chờ đợi kết quả thôi. Một chai đầu tiên. Do mình không có cần câu á nên mình phải sử dụng cái chai này nha. Còn nếu mà cần câu thì thôi. Cột theo dập bò đi. Ở đó ăn cái gì vậy nè. Rồi thả xuống luôn. Rồi vậy ngắn rồi không được, phải cho cái nó chìm dưới nước mới được. Thì cột vô cái kia đi. Cột vô gốc cây cũng được. Cột vô cái rễ cây á. Phải cho cái phao nó nằm trên mặt nước chứ mọi người. Còn cái phao lơ lửng phía trên thì không dính được cá đâu. Mà hồi mà thấy cái mấy cái phao này giật là biết dính cá rồi đúng không? Nhìn cái giăng câu theo kiểu này thì nó hấp dẫn lắm mọi người. Cứ bơi xa thấy cái phao giật là biết dính cá thôi. Rồi xong chưa? Cột chắc nha. Ngoài sâu này dính cá bự. Cá ký nửa ký được rồi. Đây nước sâu mà, bỏ mình bơi cho này nó. Sang với mấy đứa vừa mới đi thả xong mấy cái dàn dây câu. Giờ thì mấy anh em Sang quay lên trên đây thì cũng trưa rồi á. Đốt đây một cái bếp lửa nha. Để trưa nay mình ăn mì nha mấy đứa. Dạ. Tối nay nếu mà thăm dây câu có cá thì Sang sẽ nấu cơm với lại ăn cá cùng với mấy đứa. Giờ thì Dảnh với lại Thái có nhiệm vụ là đi lột ít vỏ tràm nha mấy đứa. Dạ. Cây tràm này thì nó có phần vỏ mọi người, lột ít vỏ tràm để mình lót trên đây mình ngồi cho đỡ đau chân á. Do cái này ngồi thì hơi đau chân. Đây là phần vỏ tràm này. Vỏ tràm này thì có thể là lột ra được thành từng mảnh nè. Nhưng mà mấy đứa nó đi lên kia lựa những cái vỏ tràm lớn á.
Cái này thì cũng có thể nhúng lửa luôn, cũng như là có thể đắp là giữ ấm luôn. Rồi đốt đi. Cái này dễ cháy lắm. Đâu đâu, cầu quẹt đâu cháy đâu, tôi lui ra một chút. Đó. Cứ ra đám rừng ngập nước này thì lấy cái phần vỏ của cây tràm á, mình nấu ăn. Ừ, dễ cháy rồi. Nó có phần dầu phía trong mọi người, nó không có thấm nước. Nên mình đốt nó rất là dễ cháy luôn. Đây. Rồi, nấu nước. Giang lấy cái đừng đặt nữa Giang. Phỏng tay á, không. Lấy mì đi Giang. Rồi Giang lấy mì đi, xé nổi vô trong đó. Đây ra này, này ra đây thì sẽ có mua thêm mấy gói mì. Ba gói được rồi. Bốn gói đi. Bốn gói này mình ăn. Chiều thì mình nấu cơm với em cá. À, tràm này đốt á, nó có phần khói do nó có dầu mọi người, nên mình phải đậy nắp lại nha. Đợi nước sôi. Rồi, xé của em đợi xé cứ nhét củi vô đi. Cứ bỏ củi vô. Hai đứa kia thì giờ nó đi lột vỏ tràm. Để mà mình lót ở dưới đây cho ngồi cho nó êm một chút. Đó, mọi người xem cái bếp lửa ở sang này. Đốt ở trên đây thì nó có lửa than luôn, mình có thể nướng cá này kia luôn ha. Với lại là mình nấu ăn này kia, giữ ấm cũng được. Nấu trên cây luôn. Nhưng mà cái này sẽ rất là nóng nha, tôi cứ đụng vào á, phỏng tay. Cứ nhét vô trong đây thôi. Nhanh sôi quá ha. Đưa gói mì đây anh đổ đi. À, cái bếp lò của Sang mọi người, do nó có cái dòng sắt phía ngoài giữ nhiệt rất là tốt luôn, mới nấu chút xíu đã sôi. Bây giờ thì bỏ mì vô trong để nấu nè. Nhiều vỏ cây không? Mấy đứa nãy giờ nó lấy được quá trời vỏ cây thôi. Cái vỏ cây này dơ lên kìa anh. Đây này, cái vỏ cây này mọi người xem mấy đứa nó xé này. Ui nó bay vô. Ui. Ok đây, sao đâu. Rồi đưa chuyện cho anh. Đây là tấm nệm của Sang với mấy đứa nha. Mình sẽ lót lên phía trên đây nè. Đứng trên đây em chân. Cái miếng này như miếng xốp vậy. Cứ dục lên hết cho. Tối nếu mà lạnh quá thì lấy cái này để mình lên. Rồi dỡ chân lên nha. Rồi đạp lên. Đó. Nếu mà lạnh quá lấy cái này nhúng lửa luôn cũng được. Rồi đủ rồi. Bên kia là chỗ để củi nha. Rồi lên chuẩn bị ăn mấy đứa. Dạ. Rồi nghe xuống nha. Nấu này nhanh sôi quá ha. Dạ. Cái bếp lửa này nó hiệu quả mọi người. Rồi cẩn thận nha, nhưng mà cái bếp lửa này thì nóng lắm ạ. Rồi nhét xuống đó. Rồi từ từ né ra anh luộc. Rồi né ra nha. Dạ, ra dạ. Cho cái bếp lửa gì kia. Cái này thì mọi người nấu phải cẩn thận nha. Do ở trên đây á, rớt than một cái thôi là phỏng hết người. Phải lùa này gì kia. Cả con kẽm này nó cũng nóng luôn mà. Rồi. An toàn. Rồi ngồi xuống ăn cơm mấy đứa ơi. Ăn mì. Đây là lò mì của Sang với mấy đứa nè. Rồi. Giờ thì mình ăn trưa thôi. Xong rồi tối nay thì mình sẽ ăn cơm. Tối nay thì Sang sẽ, nếu mà có cá thì sẽ nấu cơm ăn cùng với mấy đứa. Ăn cơm đi mấy đứa. Vài gói mì thì cũng chống đối tạm cái buổi trưa. Còn buổi tối thì mình sẽ đi ăn cơm, với lại nếu mà có cá thì Sang sẽ nướng cho mấy đứa ăn. Còn bây giờ thì cũng xế chiều rồi, nên mấy anh em Sang sẽ đi tắm nha. Tắm xong lên dọn dẹp chỗ này với đây chăn giỏng mấy đứa. Dạ. Thì ra ngoài đây không tắm thì rất là tiếc luôn, nên Sang với mấy đứa là cầm ở kia. Sang với mấy đứa nãy giờ vừa mới thiết kế được ở đây một cái cọng dây đu cột qua hai cái cây chỗ này nè mọi người, và đu ra cái nạn hai ở đây. Rồi giờ dẫn đu trước cái đầu tiên đi. Rồi 1, 2, 3. Đây mọi người xem rảnh này, đu ra hút ngoài đó luôn nha. Đó, muốn đu tiếp thì chụp cái cọng dây này thôi. Dạ. Rồi đu đi. Đấy, cái đu dương thái đây. Đó, nước ngoài kia thì nó sâu nha mọi người, nước gần gốc thì nó cạn, nên phải đu ra chỗ nước sâu đó đó. Đó. Ui, xa có một tay thì đu không được nữa chứ. Né ra nha, một tay đu được không ta? Chắc được. 1, 2, 3. Không được. Đập cái mặt anh xuống dưới. Vua tạc răng này, ta là vua tạc răng.
nãy giờ đã chưa mấy đứa? Dạ đã. Giờ thì mấy anh em mình nhảy xuống tắm một cái nữa rồi đi về nha. Dạ. Mọi người xem buổi chiều trên đám rừng ngập nước này, nhìn rất bình yên luôn ha. Buổi chiều này thì trời rất là yên lặng luôn mọi người. Mặt hồ thì phẳng lặng luôn, nhưng mà khoảng tầm thêm một tiếng nữa là bắt đầu có gió rồi mấy đứa. Dạ. Nên về mình sẽ tranh thủ là giặt rửa quần áo này, nấu cơm ha. Để canh buổi tối, xong rồi tối nay khi mà trời tối hẳn thì mình sẽ đi thăm câu, kiếm gì đó để ăn nha. Tại vì buổi chiều này thì phải trời tối thì cá mới đi ăn. Nên thôi giờ mình tắm cái để mình đi về. Rồi giờ thì nhảy cái cuối cùng nha. Dạ. 1, 2, 3, nhảy. 1. Ôi, nước sâu quá. Sao lắm không? Ừ. Mấy đứa nhảy làm anh rớt theo luôn. Anh đứng quay thôi, anh tính không quay. Cái điện thoại hên quá không có bị hư. Lên, lên tháo điện thoại ra cho anh. Mấy đứa nhảy làm anh rớt theo luôn. Cầm điện thoại. Kia không? Nó màu trắng đó. Nó dập dìu cho mặt nước luôn ha. Nó cứ bám vô gốc cây. Hồi chiều có đứa nào bỏ cái gì hay là cái bao hay cái bạc gì xuống dưới nước không? Dạ. To thật chứ. Như là tóc luôn ha. Nó cứ nổi nổi trên mặt nước, nó dập dìu ở đây nè mọi người. Ở đây này, nó cách sang khoảng tầm khoảng cách hơn 200m đó mọi người. Mà nó cứ bám vào gốc cây. Ta nghĩ là một cái lưới hay một cái bạc gì đó, nhưng mà nó nổi trên mặt nước nha. Tạo một cảm giác rất sợ luôn. Từ đây tới đó khoảng tầm 200m á. Nhưng mà rừng tràm này buổi tối thì sóng đánh này. Ui. Ui mọi người xem sóng này. Nó gõ vào gốc cây này. Gõ vào thành thuyền của Thang luôn. Bây giờ là 7 giờ tối rồi. Sang với mấy đứa định là đợi trời tối á, thì mình sẽ đi thăm câu, gỡ cá và kiếm một ít đồ ăn cho buổi tối. Nhưng mà buổi tối trên đảo này á, trên đám tràm này á, thì gió này, gió rất là nhiều luôn. Và khi gió nhiều á, thì nó sẽ tạo ra sóng mọi người. Nên sang với mấy đứa thì không thể nào mà tháo thuyền để mà đi thăm câu được, nên phải chờ đợi hết sóng hả mấy đứa. Còn phía trên đây thì mọi người xem này, đây là căn chòi của Sang với mấy đứa. Thì đây là cái sạp của Sang với mấy đứa làm, nhưng mà mình không có ngủ trên sạp, tại vì ngủ trên sạp rất là chật luôn, nên Sang có mang theo mấy cái võng. Đây là võng của Dảnh với lại Thái, còn bên kia là võng của Sang Năm, còn phía bên đây là võng của Văn. Văn thì nó ngủ ở đây nha mọi người. Văn thì phía trên là võng với cây, còn phía dưới là mọi người xem này là nước. Nếu mà không may Văn tối nay ngủ á mà lăn qua một phát là rớt xuống nước luôn, hoặc là võng bị đứt là rớt xuống nước luôn nha, nên cẩn thận. Còn mọi người xem sóng này. Đấy, sóng đánh nó dập dìu luôn. Ui sóng ghê thật á. Đây, không biết là mọi người xem video của Sang á trong điện thoại mọi người thấy sóng nhiều hay không, nhưng mà ở ngoài đây Sang á thì sóng rất là nhiều luôn nha. Mỗi cột sóng đó thì cao gần nửa mét thôi. Đó, nó quýnh vào, đánh vào thuyền dập dìu luôn này. Giờ Sang leo lên nhà. Còn phía trên đây là nhà của Sang. Nhà của Sang thì đơn sơ thôi. Ui. Đây phía trên đây là nhà của Sang nha. Phía trên thì Sang có lót một tấm bạt để mà che sương, với lại là nếu mà lỡ có mưa thì sẽ che phần nước mưa. Còn phía đây là cái chỗ mà Sang với mấy đứa sẽ đi lại cũng như là ăn uống ở đây. Bỗng Sang thì bên đây ba lô đồ đạc. Còn phía bên đây là cái bếp lửa của Sang với mấy đứa. Chiều nay thì Sang với mấy đứa vừa mới nấu cơm xong, cũng chưa có đồ ăn gì hết cả. Do đợt này Sang ra ngoài đây sinh tồn thì chỉ mang theo gạo với lại mấy gói mì thôi. Nên buổi tối nay do sóng nhiều quá nên không thăm câu được. Giờ thì chờ đợi cho hết sóng mới đi thăm câu kiếm đồ ăn mới ăn tối nha. Bây giờ là tận tới 12:32 tối. Thì trời ở ngoài biển hồ này mới bắt đầu là hết gió nha mọi người. Nên bây giờ thì Sang với mấy đứa đang chuẩn bị xuống thuyền để mà mình đi thăm câu buổi tối nha. Cố gắng là kiếm xem là mấy cái lưỡi câu có dính được cái gì hay không. Rồi mấy anh em Sang sẽ chế biến một bữa ăn tối. Ra đi làm video như thế này thì rất là cực luôn mọi người. Nhưng mà được một cái là nó vui. Ơi, tao dậy phía sau chưa? Cầm đây cho anh. Cầm thấy. Giờ Sang với mấy đứa lên thuyền đi thôi.
Còn đây là buổi tối ở phía trên cái khu rừng ngập nước nha mọi người. Nhìn đâu cũng là cây hết cả, và nhìn đâu cũng là nước. Rồi, nhảy lên trước đi anh chào cho. Rồi đẩy đầu xuống ra. Còn đây là cái chỗ mà Sang với mấy đứa ngủ đó mọi người. Bạc thì căng phía trên, còn giỏng thì ở dưới nên cũng đỡ lạnh một chút. Tới khuya này thì nó mới êm nước ha. Dạ. Vẫn còn nhớ cái phao nằm chỗ nào không? Phía trên đó đúng không? Giờ Sang với mấy đứa sẽ đi thăm từng cái phao nha mọi người. Buổi tối này ở trên cái biển hồ mọi người xem đi. Xung quanh ở đâu là cũng là đèn hết cả. Đèn người ta thả để mà người ta dụ cá. Khuya này lại nước êm ha. Buổi chiều với lại là buổi 7-8 giờ mọi người thì gió nhiều lắm. Buổi tối này thì nước êm, nước khuya rồi, nước êm. Sáng nước thì càng êm hơn nữa. Hướng nào ta? Nhớ đây con cái đúng không? Không ta? Biết con có dính được gì không? Nó có cái chai ở kìa, phải không? Đúng không? Dưới bụi lục bình. Rồi, dẫn thăm thử cá hên không? Ở đây có một cái chai đầu tiên nè mọi người. Giờ cho dẫn nó thăm nha. Sóng đánh quá mà. Rồi, cộng dây luôn. Rồi, thăm thử coi. Không có rồi. Gì nặng vậy? Ôi, cá chạch. Cá chạch, cá chạch. Kéo lên bờ luôn, kéo lên bờ luôn. Khá to luôn, một con cá chạch đầu tiên luôn mọi người. Cái gì vậy? Gỡ lên cho anh cái. Đây đây đây, cho anh mừng ơi, cho anh mừng ơi. Đây, đây là cái con cá đầu tiên nha mọi người. Giăng câu từ lúc 11 12 giờ trưa mọi người, tới bây giờ là chiều là cắt cái quần bình. Dính cùng lục bình. Tới bây giờ là khuya rồi, 12 giờ đêm thì mới thăm nha. Đây, cái con này gần như là nó sắp chết luôn rồi. Một con đầu tiên. Ui, lưỡi đầu tiên dính một con đầu tiên. Ôi, nhìn lọt nước á, lạnh lắm á. Rồi, dở lên cho con. Đẩy cái xuồng đầu xuống á, đẩy đầu xuống á. Đây là chai thứ hai nha mọi người. Không có. Có chung không? Đẩy thuyền tới. Cho anh xoay đầu luôn. Đẩy tới luôn á. Cho nó bị kẹt. Đẩy tới nè. Đẩy tới. Ừ. Cây nhiều quá. Ôi. Ôi, cá lóc rồi. Đem lên luôn, đem lên luôn. Lóc à? Dạ. Ở đây một con cá lóc nữa mọi người. Cắt dây đi. Rồi đưa đây cho, đi cho. Đây, thêm một con cá lóc nữa mọi người. Đây là con thứ hai nha. Rừng tràm này thì có nhiều loại cá lắm. Cứ bỏ vô cái hộp này thôi. Anh làm kìm hả? Đó. Ui. Vậy là ở đây nhiều cá làm kìm á. Tự nhảy lên luôn, tự đập mạng luôn. Mấy đứa rọi vào mặt nước khi thấy nó bắt được luôn á. Cá hả? Một con nữa. Cái gì ạ? Đâu? Cái nhỏ. Cái chê nhỏ hả? Dạ. Cắt luôn. Cá ngát hay cái chê à? Cá giống cá ngát gì? À, cái chê. Bỏ dưới đây. Đây đâu xuống ra thấy không?
đẩy ra, đẩy, đẩy ra, đẩy ra. À, nó ăn hả? Đâu, đâu, từ từ. Ôi, kìa coi. Cái gì chết? Nó dính câu hả? Đâu? Đâu, 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 đây, đây, đây. Ôi, ở đây dính được con cá phi rồi mọi người, nhưng mà thâm trễ quá. À, nó bị con cá gì táp hết nửa khúc con cá luôn. Đây, mọi người thấy không? Cái hàm răng nó tròn vo luôn nha. Nó cắn một phát một nửa con cá phi luôn. Bỏ luôn đi, bỏ ở đây luôn đi. Cá sấu á. Khó quá. Cái trình đó. Hoặc là cua đinh đó ha. Cua đinh ba ba gì đó. Rùa trong đây cũng có. Đợi cái lại, đợi cái lại. Ô cái phao chìm dưới đây. Dạ dạ lên cái dạ. Nhìn cá nó quấn quấn cây hoặc là lục bình nó trôi xuống dưới. Nhìn đợi đỡ cái này đi. Có cá nè. Có cá mà. Ui nó xìu móng. Ui. Có cá, mà nó ghì lại nè, căng hết cầu dây luôn. Cái này sâu không ta? Hồi sáng nó sâu tới đâu ta? Qua đầu mấy đứa đúng không? Tới cổ anh. Nhưng mà cái này có cá nè, không biết cá gì nè. Đây nè mọi người thấy không? Nó căng hết cầu dây luôn, mà nó ghì ghì lại nha. Đứt dây, sợ đứt dây. Cái nào xuống cá sấu không? Tôi sợ cá sấu lắm. Nó giật luôn đúng không? Con gì anh Sang? Cái gì giống quá à? Không biết. Cái gì giống quá à? Đúng lắm. Anh đụng vô anh chạy lên liền luôn á. Cái gì giống lắm. Đây nè, cái cục gì nè. Bự lắm. Cục gì? Cái gì ta? Ôi. Ôi. Đậm con trâu. Nguyên cái đầu con trâu luôn. Có đâu. Nó ra hả? Vậy là con cá nó kéo nó chui vô cái đầu con trâu. Nó bỏ xuống lại cho nó đi. Dạ. Ô, có xác người chết ở đây ta. Ô, cá, cá, cá. Con cá nó bơi bơi vòng vòng đây nè. Ô, nguyên bộ xương luôn. Nguyên bộ xương trâu luôn. Ô, mọi người xem cái đầu con trâu nè. Vậy là có một con trâu nó chết ở đây nữa mọi người. Xong con cá nó ăn á, nó chui vô trong cái đầu con trâu. Lúc mà anh rờ là anh rờ chúng này nè. Nhắm nó tay. Lên. Ướn à. Cho nó chìm rồi. Mấy đứa đẩy đẩy xuống đây, đẩy xuống đây. Ờ, à, đưa đèn cho anh đây. Anh kéo xuống anh bơi dưới luôn. Là biến lên bờ.
Giờ đi thăm nhà nghỉ câu nha. Đưa con dây đầu xuồng cho. Nãy cá gì? Hai giờ đi bơi ớn quá. Hai lúc nó đụng hết hồn luôn á, giật hết cả mình. Ui, cái lần kia nó phóng kìa. Đây đúng không? Người ta kể đây ngày xưa nhiều cá sấu lắm ạ. Có cá này, có cá, có cá này. Ui cái, cá bự, cá bự, cá bự. Ui trời ơi. Được con rắn không á? Đưa cái dao. Ở đây mọi người xem nè. Một con cá chạch rất là to luôn nha. Xin bự luôn. Nó nuốt lưỡi không? Bự dữ ta. Nhưng mà ở dưới nước không lạnh nha. Nãy anh bò lạnh ghê luôn á. Đầy gốc cây luôn. Rảnh nó cho nó cao không, nhìn coi lục bình nó dày không rảnh. Nó qua sao? Thấp thì không có dày. Ở đây em chẳng thấy gì hết. Đi vô cái lục bình này cũng hơi ớn một chút. Phía trên thì toàn là cây thôi. Ui cá lóc cái dãnh ơi. Cá lóc bự rồi, cá lóc bự rồi. Nhỏ lắm kìa. Từ từ. Để ăn. Cá lóc bự rồi. Ngồi xuống sáng, Sợ chảy chứ. Đây đây, thấy không. Ui cá lóc bự. Ui. Này kéo xuồng xuống cái anh bỏ phát lên luôn. Dùng cây. Cái lưỡi nhỏ quá. Ui. Cái lưỡi nhỏ quá. Ôi dây. Rồi cắt dây, Dám mà là em cắt rồi, đi luôn rồi. Ôi, đã. Con đi. Đây, con nữa nè. Cái lóc. Chết luôn. Có bóng. Mới chết rồi. Đứng lên thôi. Nó có đảo trâu nãy nữa. Lại mấy đứa. Có cá nè, có cá nè. Cá gì trơn lùi. Trơn. Chặt. Chặt. Chết rồi. Chặt vàng nè. Không to mà đẹp quá ha. Vàng ươm luôn. Còn ăn được. Nó quấn vô cây á, nó không lên thở được á, chết luôn. Ủa chỗ này sâu dữ vậy? Đâu nữa ta? Anh nhớ mấy chai ở đây mà chứ? Nhớ rồi. Đó rồi.
vô đây là nó sống rồi đúng không? À, khi sáng sang với mấy đứa dăng khoảng tầm 20 cái lưỡi câu mọi người thì dính thành quả được ở đây nè. Mọi người thấy đã kia không? Có cá lóc này, cá chê này, cá bóng này. Đặc biệt là có cá chạch rất là to luôn nha. Hai loại khác nhau ha. Một loại là cá chạch vàng nè mọi người. Cái này gọi là cá chạch gai, cá chạch vàng gọi là cá chạch gai, còn cái bên đây gọi là cá chạch lấu. Cá chạch này thường thì nó sẽ nằm ở dưới cái rễ cây thôi, được vậy nó nhìn nước đó. Nó nằm ở dưới rễ cây đây này, nó nuốt lưỡi nên nó chết rồi. Ở đây thì chắc cũng hơn. Qua đây lại luôn. Hơn 2 ký cá. Mà toàn là cá ngon không à. Bây giờ thì mấy anh em sẽ quay về chòi nha. Thôi mấy đứa ngồi ăn kéo về nha. Buổi tối ở đây thì nước nó ấm á mọi người. Phía dưới nước đây này rất là ấm luôn. Do ban ngày nó được nắng rọi xuống á nên không lạnh. Nhưng mà phía trên bờ thì lạnh nha. Phía trên rừng thì lạnh. Mấy cây này ban đêm cứ rọi đèn vô nè, nó có phát sáng nè. Nó phản ánh sáng lại. Thấy nó trắng trắng nhìn rất là ghê luôn. Mà nhìn đâu cũng là cây ha. Ở dưới là nước, ở trên là cây. Còn phía xa xa kia có ánh đèn là nhà người ta mọi người. Nhưng mà cách đây xa lắm. Mấy cây số. Ừ, xa lắm. Nước sâu quá. Nước ngọt thì không có cá mập đúng không? Mà có cá sấu. Cũng ớn. Có cá chim. Ủa, nó sao vậy? Còn đuôi xuồng hay nha? Đây còn phía trước. Về tới chòi. Thấy chưa? Còn cái đuôi chưa? Anh đẩy vô cho. Nhiều nước quá nó nhảy ra. Thôi giờ mấy đứa lên ngủ. Anh thay đồ đó. Sang với mấy đứa định là thăm xong á về nướng cá ăn. Nhưng mà giờ chắc 1 giờ mấy rồi nên khuya quá rồi mọi người nên thôi. Sáng mai mình ăn sao ha? Dạ. Giờ thì mấy anh em sang lên ngủ. Sáng mai thì dậy nướng ăn sao? Tại vì cũng qua cơn đói mất tiêu rồi. Buổi chiều chiều thì đói lắm, không có gì ăn. Ăn đổi miếng cơm nguội. Giờ thì cũng qua cơn đói rồi nên thôi quay lên ngủ luôn. Vào trong đây là ấm lại liền đúng không? Ê, bỏ luôn anh đàn vào lại. Để rớt xuống nước. Giờ sang với mấy đứa leo lên giọng ngủ nha. Rồi sáng mai dậy ăn cơm rồi đi về. Trời đã sáng rồi nha mọi người. Sáng hôm nay thì Sang với mấy đứa dậy sớm, định là nướng cái số cá mà ngày hôm qua mình cắm câu được á, để mà ăn sáng xong đi về. Nhưng mà có lẽ là mình khỏi nướng ha mấy đứa. Mình tranh thủ mình về sớm nha, tại vì Sang với mấy đứa cũng đã hoàn thành xong cái thử thách 24 giờ trong cái khu rừng ngập nước của cho Sang rồi, là từ sáng ngày hôm qua tới sáng ngày hôm nay. Thì clip của Sang ngày hôm nay cũng khá dài rồi nên Sang có lẽ sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Nếu mọi người yêu quý Sang, yêu quý mấy đứa, mọi người hãy cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ mấy anh em Sang nha. Còn nếu như mà mọi người muốn Sang làm thêm những cái thử thách gì khác á, thì mọi người hãy cho Sang một cái ý kiến bình luận phía bên dưới. Cái nào được nhiều lượt thích nhất thì Sang sẽ thực hiện cái thử thách của tất cả mọi người ở đây nha. Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang. Sang với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.